Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại channel mình nhé. Thì clip hôm nay mình lại tiếp tục mang đến cho anh em một trận solo squad và vẫn là khu cảng Gagapon này thôi. Ok, nãy mình thấy có một team trên đầu mình. Thật sự với anh em là bây giờ mình rất là buồn, vừa làm được một clip 31 kill cho mọi người mà cái lúc mình kiểm tra lại thì bị mất cái file video đấy. Rất là buồn, bây giờ mình phải làm lại từ đầu. Buồn vãi cả trường ra, không hiểu sao luôn. Và lấy gun này. Ở trận này mình sẽ cố gắng mình làm lại trận khác cho mọi người luôn. Đây có một tên vừa đáp, một team vừa đáp trước mặt mình đây này, hai tên rồi nóc hai ông luôn này. Đáp muộn lại còn đáp đúng chỗ mình thì các bạn toang rồi. Ô, cái ông mà vừa nóc chỗ này đâu? À đây. Bây giờ là mình chỉ lút có súng đạn đủ là mình sẽ công qua thôi, không lút nhiều nữa. Bây giờ phải cố gắng kiếm thật nhiều kill này trước mặt này, rồi nóc luôn này. Và có hai team đang dã nhau. Mình phải công nhanh, không là mất kill mất. Tìm được một trận 3 trên 30 kill khó lắm chứ. Tên nào đây? Gạt luôn. Ông thần này đang kê ai ấy. Qua gạt lấy đồ nữa. Bạn hơi đen rồi. Đây, thấy dân. Ngay bên này. Đây này. Ui vãi rồi. Sao mình không bắn xuyên được nhỉ? Bị lag à? Đang cứu hay sao này? Trời ơi, vẫn cố cứu này. Nóc hai luôn. Đây, tên bạn đó này. Thì giờ là con boss thôi. Gạt luôn này. Bạn hơi đen rồi. Trận này là mình chơi cục lắm á. Mình nóc là mình gạt luôn. Tại vì đang khá là dỗi khi mà bị mất một siêu phẩm solo squad. Buồn vãi trường luôn. Buồn nãy giờ đấy. Bây giờ là sẽ bắn nhanh rút gọn. Nãy tên nào mà cầm UMP sấy ngay chỗ này. Đây rồi, bên này. Công lên này. Đây đúng không? Leo lên. Rồi clear team Trung Quốc rồi này. Còn một team Việt Nam nữa thì phải. Ok. Hãy là mình thấy không biết là có mấy team nhỉ. Bắt đầu thì mình nhìn thấy có hai ông bay vào thôi. Lúc sau đó thì lại thấy có hai ông nữa vừa đáp gần mình. Mình nghĩ là ba team. Tại vì chỗ này là vừa rồi là có team Trung Quốc lại team Việt Nam. Còn hai ông mà đáp muộn là cờ như kiểu cờ Bangladesh. À đâu, cờ Nepal, đúng rồi. Cờ Nepal anh em ạ, cờ màu trắng ấy. Chả hiểu sao mấy ông này bay toàn bay lẻ hay sao ấy. Mình nghĩ chắc là clear rồi. Bây giờ vào bò, á đâu. Ôi. Rồi xong. Nên cầm DB, hình như là đứng ngay ra dàn giáo hay sao ấy. Bạn móc mình mà bạn không giết được mình là bạn sai rồi bạn ơi. Chỗ nào dàn giáo ấy nhở? Mình chắc là đâu đó trên nóc rồi. Đấy, thấy rồi này. Biết ngay mà. Lên luôn này. Nào ngó mắt ra. Rồi, có thanh niên lại leo lên chân nóc này. Rớt xuống rồi này. Ui. Trời ơi, rớt ngay đấy đi. Rồi, bạn quá đen luôn, nấm luôn. Vâng, thanh niên Việt Nam, vậy là team Việt Nam vẫn đang chưa clear. Đáp từ chân nóc mà rơi xuống chỗ này thì mất một cục máu rồi, quá đen luôn. Ông này không có AK, có M4 này. Không biết là bạn của ông này đâu. Vậy có team nào lại chạy mãi ra ngoài bên này bắn nó vào đây gan. Đây rồi, mình thấy đất này, dừng ngay đây thôi. Thế kìa. Đây còn chạy ra ăn thính này. Đốc một này, thế này nữa. Ồ, chết luôn à. Vâng, team này có hai người mà thôi. Xem là có súng gì. Mình đang có vài legan nhưng mà mình vẫn chờ muốn bắn ấy, anh em ạ. Đi cướp thính đã. Ui M249 này. Bắn luôn. Mình nghĩ chắc là ngoài cầu sẽ có team cam cầu xem. Ui. Tiếng súng ngay chỗ này luôn. Đây rồi. Ui hai tên luôn này. Ê, từ từ anh ơi. Đây mình từ góc này thì bắn căng thế. Đậu xanh nó một. Á đủ team khác à? Ui, có một team khác nữa. Từ từ mình hồi máu đã. Ôi, phần ấy gan à? Căng thế. Đây này, chạy đi đâu? Rồi, clear team này rồi. Ui, còn team kia kìa. Ba ông này. Ui, nó một rồi. Mẹ. Đông thế nhờ, team này bốn luôn. Trời ơi, mình không gạt được kìa.
Đội xanh đồng đội cover tốt thế. Hồi toàn rồi. Từ từ anh ơi, em hồi máu phát anh ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi, mình hồi được máu rồi. Làm gì đấy bạn ơi? Công lên hổ báo này. Team này chơi cục đấy. Nhưng mà hôm nay mình cục hơn. Đây nữa này. Đẩy ẩu này. Còn tên kia nữa. Đẩy lên nữa này. Knock 3 rồi. Còn một tên cuối nữa mà thôi. Thôi từ từ đã. Mình hồi máu đã. Mẹ có một tên nó bỏ được vào trong rồi. Ơ tên nào đây? Trời ơi, thì thật là con bot. Vậy là có một tên đã bò được vào nhà và đã được cứu rồi anh em ạ. Còn một tên đốc ngay chỗ sườn gần mình thôi. Cứ để ông này sống, đợi cho tên kia công lên cứu mình bắn luôn. Quăng cái gì đấy? Smoke à? Đúng luôn, định smoke cứu bạn á. Cứu làm sao được. Tầm này là mình phải chơi chậm lại rồi. Tầm này mình không hổ báo được nữa rồi. Đang còn hai tên kia kìa, ngay sau bờ tường này. Mình ốp bom vào luôn. Có bom này thì các bạn toang chắc rồi các bạn ơi. Đấy, hưởng thụ đi. Ui. Ui, vãi nổi cái ông kia kìa, bị nổ văng ra ngoài như vậy mà vẫn không nốc. Tên cuối này. Có đâu. Rồi, clear luôn. Mấy em M249 trong tay thì đúng thì hủy giật map rồi anh em à. Có 6x luôn này. Tên này thì còn chơi bời cái gì nữa. À, trên đồi đồi dốc có một con xe. Đây rồi, úi dồi, làm gì đây bạn ơi? Ủa, ông này làm gì đây? Gạt trước đã, đồng đội ông này đâu nhỉ? Có mỗi một tên này. À đây, 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 đứng chân, ngay sau lưng mình. Đây rồi, đứng đây bắn luôn. Rồi nốc tiếp này, gạt luôn này. Úi một tên nữa kìa. Rồi nốc tiếp này, team này nốc 3 rồi. Gạt luôn này, trời ơi trận này mình chinh phục vãi nồi. Ơi sau lưng. Ui. Tên nào đây, team khác hay là bạn nó đấy? À bạn luôn anh em ạ, vãi cả trường, bốn ông chia nhau kìa. Định ép mình luôn kìa, căng nhờ. Á đồ. Ui, xe chở lợn này. Đi đâu đấy bạn ơi? Ôi chết luôn rồi. Sorry bạn nha, mình lỡ tay mình bóp cò. Bạn hơi đen khi mà chạy đúng qua chốt M249 nữa này thì lại còn đi xe ba chỗ làm sao mà chạy được. Mà quả đấy cũng hơi vô lý nhờ, mình tông mà xe văng như vậy rồi mà ông này vẫn đi được. Ông này cứng nài phết đấy. Gặp mình là mình toang rồi. Ôi, một xe trước mặt luôn. Hai tên thôi hay sao? Ui chạy mất rồi kìa. Làm gì? Ông này tính quay lại chơi mình kìa. À dừng khu nhà rồi anh em ạ, từ từ. Các bạn không cần phải công lên đâu. Cứ đợi mình thấy đạn phát là mình công vào luôn. Có hai tên thôi. Chơi được. M249 trong tay mà. Vũ khí hủy diệt map mà. Trận này mình không thèm bắn vào đây căn là các bạn hiểu đấy. Có súng bắt là mình đi tìm người mà mình muốn làm lại một trận nhiều kill. Tiếp cái trận 31 kill vãi trường thôi. Đây rồi, đúng con xe này luôn. Đây này. Một đầu này. Đào ra này, nóc này. Còn tên này nữa, một đầu mà vẫn không lên à. Rồi, clear luôn này. Đùa với M249 đó bạn ơi. Còn hai ông cuối này. Trong nhà này chắc là không có rồi. Ôi bé Na này. Ui, 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 bé Na, bé Na, bé Na. Làm gì đây bé Na ơi, chết luôn à. Trời ơi, vậy là còn một ông cuối nữa mà thôi. Thanh niên định ra ngoài định làm bé Na. Sợ thật. Còn ông cuối cùng đã trốn đâu rồi. Bo này cũng đang khá là rộng. Tìm được cái ông cuối này cũng hơi cực đây anh em ạ. Vẫn như thường lệ đi quét map thôi. Đi quét vòng bo ấy thì sẽ dễ dàng tìm được tên cuối cùng hơn. Chỗ mấy cái luống rau này cũng hay nhiều ông gọi là nằm với lại ngồi nhẫn giả lắm. Hoặc không thì trên đồi trước mặt mình. Mình thử lên trên đồi mình check xem nào. Bạn gì ơi, đâu rồi bạn ơi? Ra nốt đi bạn ơi. Làm như này mất thời gian nhau lắm bạn ơi. Hay không thì đập chảo không. Bây giờ gặp ông tự nhiên lại cầm chảo nhảy ra ngoài đập nhờ.
mặc dù thì mình đã đổi thành tên nhân vật khác rồi, nếu là chắc cũng không nhận ra được mình đâu. Nhà này không có luôn rồi, còn mỗi khu nhà này trong bo này, khả nghi này, để xem nào, không nghe thấy một tiếng chân nào luôn. Ở đây trên nóc nhà đỏ luôn, vãi cả trường, ông này leo lên trên nóc ạ. Thế này thì làm sao được ta, để chắc mình quăng nết thôi. Đây đấy, còn phát flare gun cuối cùng mình bắn nốt, bây giờ mình quăng nết lên, có hai quả nết cuối cùng này. Ui, quăng nết lại á, ông này IQ nhờ. Trời ơi, quả bom như vậy mà không ăn được kìa. Còn quả bom có quyết định này, đây đúng không? Trời ơi, đúng luôn anh em à, Vinh Cà Phê thanh niên còn lại Việt Nam. Ok thì trận này mình cũng đã giành được trận đấu top 1 rồi, được 27 kill trận này. Thì ok, rất cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi clip này nha. Bye bye mọi người.